Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Em là Lam ở Thái Bình. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là ba cái bộ V-Size 6 mà về bản chất thì có thể phân ra làm hai loại. Đây là bản đủ của cái V-Size 6 này. Thì cái này nó có gối bi đỡ hai đầu rồi. Thì các bạn về nhà làm thì nó nhàn hơn, các bạn chỉ cần làm một cái ống phi 60. Các bạn làm một cái mặt bích và bắt bốn con ốc vào với cái này là xong. Đấy, trục thì các bạn có thể mua bên em hoặc là mua ở đâu thì tùy. Nhưng đại loại là em không giới thiệu trục trong này thì các bạn có thể mua thêm trục. Đây, gối đỡ hai đầu và các bạn kéo V-Size 6. Phần phanh thì các bạn phải tự chế. Đây là chỉ giới thiệu bộ V-Size thôi. Tiếp theo thì đến cái bộ V-Size trơn. Thì bản chất của V-Size này thì nó cũng giống V-Size này thôi, nhưng nó là phần tháo ra thôi. Thằng này này nó không có gối. Thì có một số anh em mua về là để đóng cái bi vào đây và đóng luôn vào cái ống cầu thì không phải gối, thì nó sẽ giảm chi phí đi. Thì bên mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái V-Size trơn và một bộ nhông. Thì nhiều anh em hỏi là thay nhông như thế nào, thì nó rất là đơn giản. Cái nhông của nó rất là đặc biệt, nó làm hai lửa. Khi các bạn làm xe lên rồi sau này các bạn thay thế thì các bạn nhấc nó ra một nửa này một nửa kia, các bạn cài vào cái này thôi. Khi các bạn vặn nào thì nó có cái mang cá đây, các bạn cài vào thì nó sẽ ráp thành một nửa, nó giống như cái bộ V-Size này thôi, nó cũng vậy thôi. Và cái trục của nó thì hai ông này đều dùng cái trục 6 răng cả. Đấy, trục 6 răng V25. Một số bạn thì cũng thắc mắc là hỏi là có thể hàn cái trục thẳng vào cái V-Size được không. Thì về nguyên tắc là hàn thẳng cũng được, nhưng với điều kiện là các bạn hai cái trục hai bên là gần như là phải thẳng tuyệt đối. Thì khi chuyển động thì nếu như không thẳng tuyệt đối thì nó đảo trục, thì dẫn đến cái bánh răng ở trong nó sẽ nhanh mòn và nó phá. Bản chất của nó là như vậy. Còn nếu như các bạn làm chơi đi vớ vẩn thì các bạn hàn cũng được, cái đỡ tốn tiền mua trục, thì cái đấy là tùy các bạn, nhưng theo mình nghĩ các bạn nên mua trục về làm. Ít nhất thì các bạn cũng phải mua cái trục có 6 răng. Rồi về các bạn hàn cái trục gì vào thì hàn. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn là một cái bộ V-Size Mini. V-Size Mini này thì các bạn dành chế những cái dòng xe vài tạ, độ khoảng 300-400 kg thì các bạn dùng cái xe này được. 300-400 kg ở đây mình nói đến là tổng cả xe lẫn người lẫn hàng. Đấy, cái này nó rất là nhỏ. Đây, cái thước đây để mình đo đường kính. Tổng chiều dài của nó có 8 cm thôi. Đường kính của nó đây, đường kính của nó là 6,5 cm, nó rất là bé. Thì cái V-Size này thì các bạn có thể chế theo cái phương thức là hai cái đầu trục hai bên. Đó, nhông các bạn áp vào má này, đĩa phanh các bạn áp vào má bên này. Đấy, đây, ví dụ các bạn tận dụng những cái vị trí ốc như này của nó có 4 con ốc này. Đấy, các bạn bắt cái nhông vào đây. Thì bên mình có đặt ra cho các bạn một số cái nhông, ví dụ như cái đĩa phanh đây. Đây, cái đĩa phanh này thì nó gần vừa rồi chứ nó chưa vừa lắm. Đây là sát này, các bạn có thể nhìn nó gần trao vừa các. Cái này mình cho lên máy tiện, mình chỉ vớt thì khoảng 1 mm đấy là nó vào luôn với cái gờ dưới này. Rồi các bạn khoan hai ốc và xuyên vào bốn con này là vừa luôn. Đấy là phần nhông. Tương tự lên phần đĩa thì cái phần nhông này cũng thế. Cái V-Size này thì các bạn là cũng bên phần nhông các bạn cũng làm như thế này. Thì các bạn thích dùng nhông xe máy hay nhông gì cũng vậy, thì chỉ cần vớt sơ đi một cái cổ này, cổ 35 nhá. Các bạn có thể vào mua vòng bi 6907 thì cũng được. Cái này các bạn đặt thêm vòng bi ở trên sen đỏ bán rất là nhiều. Cái loại vòng bi 6907 thì các bạn có thể đóng vào những cái ống phi 60 rất là vừa. Đấy, các bạn mua
cần bộ nào thì các bạn liên hệ số điện thoại này. Đây bên mình có rất là nhiều các loại nhông này. Chỉ cần xích nào được thôi, cái này thì mình chỉ đưa ra lựa chọn vậy để cho các bạn lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Vi size thì bên mình rất là nhiều các bạn nhé. Bạn mua thì không phải lo, đây vi size xích này rất là nhiều. Đấy, các bạn cần số lượng vài trăm cái cũng có.